Xin chào mọi người. Hiện tại thì bệnh dịch Corona hay còn gọi là bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 có mức độ lây lan nhanh nhưng vẫn chưa có vaccine điều trị đang là vấn đề được nhiều người quan tâm. Hiện tại thì có một ứng dụng, đó là ứng dụng COVID-19 được phát triển bởi công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC Group phối hợp với Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế nhằm cung cấp công cụ hỗ trợ đắc lực cho người dân trong việc phòng và chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn ứng dụng này để các bạn tải về với rất là nhiều cái tính năng hữu ích. Để tải ứng dụng thì trên hệ thống Android á, thì các bạn sẽ lên Search và Play. Còn đối với hệ điều hành iOS trên các thiết bị như iPhone thì các bạn lên App Store. Ở đây mình sử dụng cái hệ điều hành Android, mình lên Shopify tìm các ứng dụng COVID-19. Đây. Sau đó mình tìm tới cái ứng dụng COVID-19 có biểu tượng của Bộ Y tế. Hiện tại thì mình đã cài ứng dụng, còn nếu các bạn chưa tải thì có thể tải về và mở ứng dụng. Đây mình sẽ mở ứng dụng luôn. Khi mở ứng dụng thì phần phía trên nó sẽ hiển thị tên ứng dụng là COVID-19, thời gian là thứ 6 ngày 7 tháng 8 năm 2020, theo lịch dương, còn âm lịch là ngày 18 tháng 6, nhiệt độ tại Hà Nội bây giờ là 18 độ. Mình đã thử chọn cái tỉnh thành khác thủ công, nhưng mà nó chỉ hiển thị thời gian lúc đó, còn lúc sau nó không cập nhật. Ngoài ra các bạn có một số cái menu khác, ví như là chỉ đạo của chính phủ thì nó sẽ cập nhật một số thông tin từ chính phủ. Từ Bộ Y tế. Hoặc của các cơ quan khác. Ngoài ra các bạn có thể cập nhật cái tình hình dịch bệnh trực tiếp. Ví như hiện tại là tổng số bệnh nhân từ khi có dịch tại Việt Nam là 784 người, tăng 37 người so với ngày hôm qua. Tổng số ca đang nhiễm hiện tại là 379 người, tăng 34 người so với ngày hôm qua. Tổng số ca hồi phục là 395 người, tăng 3 người so với ngày hôm qua. Ngoài ra thì các bạn có thể xem cái biểu đồ số người nhiễm, số người tử vong và cái số lượng hồi phục. Hiện tại theo thống kê thì tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ bị lây nhiễm là 213. Tổng số bệnh nhân từ khi có dịch là hơn 19 triệu người. Tổng số bệnh nhân đã tử vong là hơn 700.000 người. Ngoài ra có thể bấm vào phần chi tiết để coi thống kê theo từng quốc gia. Các bạn có thể xem bản đồ dịch bệnh của Việt Nam và thế giới. Đây, những cái vùng màu đỏ, cam là cái khu vực đang nhiễm. Thì mình đang ở khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi là nơi có người bị nhiễm. Ngoài ra trong Tây Nguyên có Đắk Lắk. Đông Nam Bộ là có thành phố Hồ Chí Minh và ngoài ra còn có một số tỉnh như Kiên Giang, Bạc Liêu. Còn phía Bắc là có Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định. Còn thế giới thì nó là một cái bản đồ lớn, rộng.
số lượng quốc gia mà bị nhiễm rất là nhiều. Hãy các bạn có thể vào phần điểm tin để xem các tin tức, tin video hay tin thời sự hàng ngày. Tin thời sự, tin video hoặc là tin tổng hợp. Còn về phần phòng bệnh thì nó có số một số cái bài viết video hoặc là một số khuyến cáo của bác sĩ để hướng dẫn các bạn phòng tránh cái dịch COVID này. Còn phần trợ lý y tế sẽ có phần hỏi đáp trực tiếp bằng cách bạn gửi tin nhắn đặt câu hỏi hoặc là sử dụng cái ghi âm để gửi câu hỏi về cho các chuyên gia, hay các bạn có thể có cái đường dây nóng của một số các bệnh viện trong trường hợp khẩn cấp, hay các bạn có thể tìm kiếm cơ sở y tế. Cái bước này nó sẽ yêu cầu các bạn định vị chính xác vị trí của các bạn. Hoặc là các bạn có thể cài app bác sĩ tư vấn để được hỗ trợ chính xác nhé. Ngoài ra, các bạn có thể đóng góp ý kiến của mình về cách gọi điện thoại, gửi góp ý về các vấn đề ví dụ như là khử trùng vệ sinh khu vực hay là phản ánh thông tin những người có đến từ vùng dịch, phản ánh về giá thuốc, trang thiết bị y tế hay các cái hành vi như lợi dụng dịch COVID để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc là nghi ngờ người nhiễm bệnh. Hoặc các bạn có thể đóng góp ý kiến về các ứng dụng. Cuối cùng là phần giới thiệu về cái ứng dụng này. Và mình cũng mong là mọi người sẽ có ý thức cho bản thân và những người khác bằng cách đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác và đi đến những nơi công cộng. Ngoài ra, thường xuyên rửa tay bằng những cái nước rửa tay khô, dung dịch sát khuẩn. Nếu thấy video hữu ích, mọi người đừng quên bấm thích, chia sẻ hoặc đăng ký kênh. Xin cảm ơn.